Phản ứng của người Hy Lạp trước chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Tài chánh Đức, tên từ Athens. Người Hy Lạp đang bất mãn trước việc Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua các biện pháp cải cách và hy vọng Bộ trưởng Tài chánh Đức, ông Wolfgang Schäuble, đang viếng thăm sẽ có quyết định nhân đạo hơn đối với các biện pháp kiềm ước. Sáng hôm nay, Quốc hội Hy Lạp đã lần lượt thông qua các biện pháp kiềm ước mới để Hy Lạp có thể nhận được đợt tiền vay kế tiếp của Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, trong lúc hàng ngàn người tập trung ở bên ngoài trụ sở biểu tình phản đối. Cuộc bỏ phiếu là thử thách lớn cho chính phủ của Thủ tướng Antonis Samaras. Chỉ còn hai đảng trong liên minh cầm quyền và chỉ còn 155 dân biểu trong Quốc hội có 300 ghế. Kỹ sư Dimitra Kesefouri trên đường đi làm việc nói rằng dự luật sẽ được thông qua. Bà ta chống lại việc sa thải. Những gì diễn ra tại quốc gia này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhiều người Hy Lạp cho rằng Đức là nước đứng đằng sau các biện pháp kiểm ước khắc nghiệt đối với Hy Lạp. Hình của Thủ tướng Angela Merkel đã được dán tại nhiều nơi công cộng với dấu hiệu gạch chéo. Dân chúng nói rằng họ không thể chịu đựng nổi với việc cắt giảm thêm chi tiêu và tăng thuế. Nhiều người Hy Lạp bày tỏ hy vọng ông Schäuble sẽ giúp đỡ, nhưng nhiều người nói rằng họ không cần sự giúp đỡ nào khác, chỉ muốn ông Schäuble rời khỏi Hy Lạp. Chính phủ Hy Lạp đã đưa 3.500 cảnh sát bố trí trên đường phố và 3.000 cảnh sát khác được đặt trong tình trạng sẵn sàng huy động trong lúc ông Schäuble tới thăm Athens.